Nè, mình sẽ mở ra mình tiếp tục chương trình nha, là cái bài nhạc lý ở chương chương 2 trang số 8 là bài nốt mi fa son. Đây mình có thể coi nó bài nốt mi fa son nè. Nốt mi thì nó nằm ở đây, các bạn có thấy cái khuôn nhạc. Mình nhìn cái vị trí của nó nè. Là nốt mi. Phía trên một cái nằm trên dòng kẻ thứ năm á là nốt fa, trên nữa là nốt son. Đây bài nốt mi fa son. Mi là ký hiệu bằng chữ E nè. Fa ký hiệu bằng chữ F nè. Son ký hiệu bằng chữ G nè. Đây. Thì trong cái quy ước hình nốt á, thì cái hình nốt tròn á, thì nó có giá trị bằng 4 nhịp. Tức là thực tế đánh trên cây đàn là sao? Nốt mi mà đây mình có 3 nốt, thôi mi fa son nha. Nốt mi là mình khi mình đánh nốt mi, dây số 1 này. Nốt mi đây. Nốt fa là bấm vô ngang 1. Nốt son bấm vô ngang 3. Thì mình sẽ đánh nè. Mi 2 3 4 là nó có một cái nhịp đầu là 1 2 3 4 là 4 nhịp á, thì bắt đầu bỏ này. Mi 2 3 4 fa 2 3 4 son 2 3 4. Đó là đánh được như vậy là chúng ta sẽ qua cái bài ngang 8, cái bài về trang số 8, sorry, trang số 8 mi fa son nha. Thì qua trang số 9 á, là bây giờ nó sẽ không ghi cho chúng ta nữa, bây giờ nó thành giống như là nó trang số 9 thì nó ghi thẳng ra như vậy nốt cho mình thôi, ghi mồi 3 nốt đầu mi fa son thôi. Thì mình cứ nhìn mình đánh nè, mi 2 3 4 fa 2 3 4 son 2 3 4 tới nốt gì nằm giữa dòng kẻ này, nó fa fa 2 3 4, tiếp theo là mi 2 3 4 son 2 3 4. Thực tế khi mà các bạn dòm vô mình nhìn vô cuốn sách nhạc thì mình sẽ đánh như vậy thôi, nhưng mình đọc là được. Đây mình sẽ đánh mẫu cho mấy bạn coi nhé. Mình sẽ nè, mình sẽ đánh này. Mi 2 3 4 fa 2 3 4, bài 1, bài số 1 của trang số 9 nha. Son 2 3 4 fa 2 3 4 son 2 3 4 mi 2 3 4. Đó là xong, mình xong bài số 1 trang số 9. Thì sau sau cái bài số 1 trang số 9 đó, thì nó có bài số 2. Cái bài số 2 thì nó sẽ đây, các bạn có thể nhìn thấy bài số 2. Bài số 2 thì cũng nốt mi fa son thôi. Cái bài cái chương tập này á, thì nó chỉ đưa chúng ta là 3 nốt là mi fa son thôi. Thì cái mi này thì nó nốt cái tròn mà nó có móc xuống gọi là nốt trắng nha. Nốt trắng thì nó chỉ có 2 nhịp thôi. Thì về mình, các bạn đánh như vậy. Giờ mình nghĩ thay nãy mình nghĩ 3 nhịp luôn, giờ mình nghĩ một cái thôi. Bài số 2 nha, sẽ đánh như vậy. Đây nhìn cần đàn. Mi nghỉ fa nghỉ, mi nghỉ son nghỉ fa nghỉ, son nghỉ fa nghỉ, mi nghỉ. Ok, đó là bài số 2. Thì cũng trang số 9, bài số 3. Bài số 3 thì nó sẽ giúp các bạn đánh là nốt đen, cũng với 3 nốt mi fa son thôi. Nốt đen thì nó giá trị bằng 1 nhịp, thì chúng ta cứ đánh một cái một nhịp thôi. Nhịp chân xuống đánh nào. Mi mi fa fa son fa mi nghỉ, cái này tới nốt trắng là nốt mi, nốt trắng chúng ta nghỉ một cái. Rồi tiếp mi fa son nghỉ son fa mi fa mi 2 3 4. Đây chúng ta có thể nhìn nhìn hình nốt nó ở bài số 3 nè. Đây nó như vậy. Mi mi fa fa son fa mi nghỉ, mi fa son nghỉ son fa mi 2 3 4. Đó là bài bài tập của nó như vậy. Thì chúng ta sẽ tự tập thêm bài tập thêm dây 1 và bài số 4 nhé. Bài giờ chúng ta tự tập thêm bài số 4 và bài tập thêm dây 1 trước khi chuẩn bị bước sang học dây 2 nha.